Ok, các anh chị đã sẵn sàng ổn định chỗ ngồi cũng như là chuẩn bị cái môi trường yên tĩnh để học tập rồi phải không ạ? Wi-Fi tốt, chúng ta lên có một cái cốc nước ở bên cạnh để khi mình phát âm nhiều thì mình cần phải uống nước thì sẽ học được tốt hơn. Và chúng ta lưu ý là khi mà tôi đề nghị mọi người nói to lên thì mọi người cứ nói thoải mái nhé. Kể cả mình không nói được cho ai, một mình cũng cứ nói to ra. Bởi vì khi mình học ngoại ngữ thì mình phải phát âm ra khỏi mồm. Và cái chương trình học của mình là chương trình học nói, chứ không phải học ngữ pháp, nghĩa học từ mới, chữ Hán gì cả. Và tôi cũng xin đi rất là nhanh. Tôi là Khanh, công ty giám đốc công ty cổ phần liên kết Việt Nhật. Chúng tôi có công ty liên kết Việt Nhật thì chuyên giới thiệu việc làm tại Nhật miễn phí dành cho tất cả các bạn sinh viên. Chúng tôi đào tạo tiếng Nhật cho người đi làm, đặc biệt là đào tạo phi lợi nhuận. Các bạn đỗ job của công ty Vijalink thì các bạn sẽ được trả lại tiền học phí tiếng Nhật. Tiếp theo đó là chúng tôi phái cử phiên dịch tiếng Nhật đến các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Việt Nhật Bản. Nếu mà có giao dịch làm ăn mà khó khăn trong việc về phiên dịch thì anh chị cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng kết nối cơ hội đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đấy là những cái công việc chính. Và khách hàng của chúng tôi là những cái khách hàng có những cái công ty rất là lớn tuyển dụng, ví dụ Panasonic ở trong đây anh chị nhìn rất là quen biết phải không ạ, hay là công ty Shiseido cũng sử dụng các dịch vụ và phiên dịch, hay là ngân hàng Mizuho, hay là anh chị nhìn thấy cái công ty tên là Idemitsu bây giờ bán dầu nhờn rồi xăng dầu rất là nhiều, hay là công ty JX Nippon Oil, công ty NEO đấy ạ, NEO đấy ạ, thì rất là nổi tiếng. Anh chị có thể là biết được đấy là những cái hàng rất là lớn của Vijalink. Ở Top One Vijalink, trung tâm tiếng Nhật, thì chúng tôi đào tạo tiếng Nhật này, đào tạo kỹ năng mềm này và giới thiệu việc làm cho các bạn. Chúng tôi có hai trung tâm ở Bạch Mai và Cầu Giấy, và hiện tại các lớp học thì chuyển sang là học ở trên Zoom online hết. Thì các bạn muốn học sâu thì các bạn sẽ có thể tham gia cái lớp đấy cùng chúng tôi. Và đặc biệt là các bạn kỹ sư, cả tất cả các anh chị mà đi làm việc ở Nhật Bản đấy ạ, mong muốn đi làm việc Nhật Bản học tiếng Nhật xong thì chúng tôi trả lại tiền học phí, và hầu như là đào tạo là free khi đối với các bạn mà muốn đi làm việc ở Nhật Bản. Và chúng tôi cũng mới ra mắt chương trình e-learning có 70 tình huống giao tiếp thực tế, 150 thì ở trong cái chương trình e-learning của chúng tôi thì có cả rất là đầu tư rất là công phu, có giáo viên người Nhật nữa. Các bạn học ở chương trình e-learning này thì được hưởng rất là nhiều cái ưu thế vượt trội, đó là có người Nhật, rồi có các tình huống mình học và có thể áp dụng được ngay lập tức. Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu bài thứ hai, đó là chúng ta sẽ học những nội dung gì. Đó là bảng chữ cái, 8 từ mới về quốc gia và giới thiệu về quốc tịch. Và đồng hành với tôi ngày hôm nay đó là cô Minh Trang. Xin mời cô Minh Trang. Xin chào mọi người bằng tiếng Nhật. Minasan konnichiwa. Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Minasan konnichiwa. Okay. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Và sau đây thì chúng ta tiếp về phần bảng chữ cái. Ngày hôm qua ấy ạ, chúng ta đã học bảng chữ cái rồi, nhưng mà vẫn còn chưa hết đâu. Phần bảng chữ cái và ghép chữ thì chúng ta sẽ học trong 3 ngày, mình sẽ chia ra để học. Ngày hôm qua thì mình học cái chữ bảng chữ cái bình thường rồi phải không? Các bạn muốn xem lại thì các bạn sẽ quay trở lại cái bài mà chúng tôi post ở trong group lớp học tiếng Nhật. Còn bây giờ thì mình sẽ sang phần thứ hai, đó là phần âm đục. Thì bạn vẫn nhìn thấy phải không ạ? Ở trên cùng ấy ạ. Ở trên cùng có phải là tất cả những nguyên âm không? A, I, U, E, O. Vâng, và cái phần âm đục này thì chỉ ghép với 5 phụ âm thôi. Đó là âm G phải không ạ, Z rồi D rồi B, P, rất là đơn giản thôi. Thì mình cứ ghép thôi ạ, cứ phụ âm ghép sang cái phần nguyên âm thì mình có cái từ đấy. Ví dụ như là âm G này ghép với chữ A thì mình có âm ga, đơn giản lắm. Tiếng Nhật nó như đọc như thế nào, nhìn như thế nào đọc như vậy. G thì ghép với I thì ghi, G với U thì gu, ga ghi gu. G với E thì là G, đó là G, G, U, G, 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 Z này, Gia, G, nguyên âm là G này nhé, là G, Japan đấy ạ, thì bằng Z, 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 phải không ạ? Da, G, chữ này là cũng ghi phiên âm thành G này. Đôi khi nếu mà chúng ta phải nhìn vào cái bảng chữ bằng tiếng Nhật thì chúng ta có thể phân biệt được hai cái chữ này nó khác nhau, ghi khác nhau. Nhưng mà nếu mà chuyển sang cái cách mà phiên âm bằng Romaji như anh chị em chúng ta chỉ học nói thôi không ấy,
thì cũng đôi khi cũng không có quan trọng đâu. Nó phải ghép cùng các từ chữ khác nữa thành có ý nghĩa. Thế cho nên em cũng không lo. Cứ là biết là gì như này được không ạ? Hai cách đọc hai chữ giống nhau. G. Ta. G. Ta. Bên kia là dư. Dư. Da. Dư. 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 Dê. Dô. Dê. 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 Da. G. Dư. 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 Dê. Dê. Đô. 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 Đê. Đô. Phải không ạ? B. Ghép với phần A nguyên âm thì là ba. B. 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 A cũng thành thế ạ. Pa. P. 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 Chúng ta đã có hôm qua bảng chữ cái bình thường rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái âm gọi là âm đục. Ghép vào 5 cái nguyên âm cùng với 5 cái phụ âm này thì ra một cái bảng chữ mới. Rất là đơn giản thôi. Anh chị cũng đừng quá lo nó nhiều đâu, bởi vì là mình cũng chỉ biết là cái nguyên tắc lo ghép thôi. Sau đây thì chúng ta sẽ thử phát âm một vài cái từ mới. Các bạn có thể unmute đi nhé. Bạn đừng bật mic lên. Các bạn chỉ tự phát âm với một mình nghe thôi. Bởi vì mọi người nghe mình phát âm thì tự mình luyện. Mình tắt mic đi. Đừng có nói, để mình nghe rõ cái lời giáo viên mình phát âm cho nó dễ. Ví dụ như là có cái từ gambarimasu. Gambarimasu thì có phải là các bạn sẽ thấy cái âm ga phải không ạ? Cái âm ga ở đây. Đấy. Phải không ạ? Gambarimasu. Đấy thì tiếng cả âm ba nữa. BA đâu ạ? Ba đây. Thì sẽ có ba đây phải không ạ? Đấy, trong một cái từ mới của nó sẽ có mình ghép như vậy. Gambarimasu thì tiếng Nhật thì có nghĩa là cố gắng, tôi sẽ cố gắng. Người Nhật người ta suốt ngày người ta nói gambarimasu, gambarimasu. Đấy, kiểu vậy, gambarimasu. Người Nhật người ta có cái từ gambarimasu và nói như là câu cửa miệng luôn. Lúc nào làm việc cũng vâng, tôi sẽ cố gắng, gambarimasu. Đấy. Thế thì anh chị có thể học luôn được một cái từ mới là gambarimasu ở đây rồi. Thực tế là tôi chỉ giới thiệu cái sự ghép âm thôi, không cần anh chị cũng không đừng lo cái vấn đề này nhá. Hay là Ginza. Ginza là một cái phố rất là nổi tiếng. Trung tâm nhất của Tokyo. Phố Ginza là một cái phố gọi là luxury của các shopping. Đến Tokyo thì phải đến Ginza để mua sắm toàn hàng hiệu. Tất cả hàng hiệu trên thế giới là nó nằm ở phố Ginza. Thì anh chị hãy nhớ đến một cái tên phố là phố Ginza nhá. Nhắc đến Tokyo là phải đến Ginza. Đến Nhật, đến Tokyo mà không đến Ginza thì chán lắm. Nhưng mà đến Ginza thì nhớ phải mang rất nhiều tiền đi. Ok. Tiếp theo là có một cái từ Nippon chẳng hạn. Thì mọi người đã nhìn thấy cái từ cô đây phải không ạ? Cô ở đây, đấy. Thế nó ghép vào thì đọc là Nippon thì có chữ cô đấy. Ví dụ xem tiếp theo ở dưới nữa là bưng biểu. Bưng biểu thì có bư phải không ạ? Âm bư ở đây đấy. Phải không ạ? Thế ở đây bư ở trên là bư. Đấy, kiểu vậy. Nó cứ ghép như thế thôi. Hay là bưng biểu. À, hay là tiếp theo là empitsu. Empitsu là bút chì. Thế có chữ pi ở đây này. Thế là mình cũng ghép từ pi sang, phải không ạ? Hay tiếp theo đó là betona mujin. Chỗ này là có âm m ở đây. M, mu, xin lỗi nha mọi người. Đấy, mu. Betona mujin. Đấy, thì sẽ có một cái từ như vậy. Rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ tôi chỉ cần giới thiệu cho các anh chị và các bạn là cái âm ghép nó như thế nào để tạo ra cái tiếng Nhật. Hay là có một cái chữ tên là go, go đây, go đây, go ở đây. Thì ở dưới cuối cùng có chữ go đây, go tanda eki, eki là ga. Eki là một nhà ga giống như là ga Hà Nội đấy. Ga Hà Nội thì ở đây có go tanda eki chẳng hạn, ga go tanda. Thì đấy là tôi giới thiệu về một cái bảng, về là bảng âm đục. Chúng ta cũng đừng quá lo lắng nha. 5 nguyên âm ở trên kết hợp với 5 nguyên âm phụ âm ở dưới thì tạo ra một bảng chữ mới. Tiếp theo mình chuyển sang cái bảng âm ghép. Bảng gương âm ghép các bạn lưu ý là chỉ có ghép 3 cái từ ya ở trên này, you này, yo này. Ai có máy điện thoại thì cứ chụp màn hình cũng không sao. Chúng tôi cũng đang ghi âm cái bản này và sẽ gửi lại cho mọi người sau, cho nên là mọi người cũng không quá lo lắng. Đấy. Thế thì cái hàng ya, you, yo này nó chỉ ghép với những cái hàng phụ âm ở dòng ki thôi. Ngày hôm qua mọi người nhớ không ạ? Hàng y đấy ạ. Ka, ki, ku, ke, ko, sa, si, su, se, so. Thì tất cả những ki, si, chi, ni, hi, mi, di này thì mi ghép được với ya, yu, yo thôi.
còn tất cả các hàng khác ấy, thì không ghép được. Anh chị nhớ nhá, các bạn nhớ nhá, chỉ có cái hàng ki, hàng hàng dòng y đấy ạ. Ví dụ kaki kê kê cổ, sa si su se sho, ta chi su se tổ, na ni nư nè nộ, thì tất cả cái phần y thì mới ghép được sang với ia, yu, yo thôi. Vậy thì chúng ta cứ nhớ như vậy được không ạ? Dần dần chúng ta nhớ hết, tôi chỉ giới thiệu để anh chị nắm được thôi. Thế thì ki, hàng hàng chữ ki mà đi với ia thì đọc là kia, kia, liền với nhau, kia. Các bạn cứ tự phát âm ở nhau trong nhé, tắt cái mic của mình đi, tự phát âm, tự mình nghe thôi. Để nghe cái giọng tôi phát âm cho dễ. Cô Trang cũng sẽ đọc luôn bây giờ đấy ạ. Vâng. Kia. Q. Đọc to lên nữa. Kia. Q. 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 Sha. Sha. Siêu. Siêu. Sổ. Sổ. Cha. Cha. Chiu. Chiu. Chỗ. Chỗ. Nhạc. Nhạc. Nhiêu. Nhiêu. Nhậu. Nhậu. Hẹ. Hẹ. Hưu. Hưu. Hiệu. Hiệu. Mẹ. Mẹ. Miu. 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 Lẹ. Lẹ. Liu. Liu. Liệu. Liệu. Gẹ. Gẹ. Gưu. Gu, gyo, gyo, ja, ja, ju, ju, jo, jo, bia, bia, liu, liu, biểu, pia, piu, piu. Bây giờ cô Trang sẽ đọc lại một lần nữa cái cách ghép âm ở đây. Các bạn cứ đọc theo nhé, tắt cái mic của mình cứ phát âm theo. Các bạn cũng không không cần quá quan tâm đến nghĩa là cái gì đâu, chỉ quan tâm là đúng không ạ? Mình bây giờ chỉ mình phát âm lại. Học đọc lại một lần với cái bảng ghép, thì khi ghép thì chúng ta lưu ý là nó hơi, nó không phải là phát âm giống như buổi tiếng Việt, nó không có ghép âm kiểu như này. Cho nên đôi khi là các bạn phát âm hơi khó một tí, nhưng mà cũng không đơn, cũng không khó đâu. Chúng tôi giới thiệu trực tiếp ở đây, sau đó tôi xin mời các bạn sẽ vào cái trang web của chúng tôi, thì có cả người Nhật, người Việt, các bạn cứ học tua đi tua lại. Cho nên đấy là cái phần hỗ trợ cho các bạn. Sau buổi học ngày hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu cái cách thôi. Thì bây giờ cô Trang sẽ phát âm lại từ đầu nhá, từ hàng ki, hàng hàng ki hết một dọc sang ngang. Kia kiu kiu. Kia kiu kiu. Sha shiu sho. Cha chiu cho. Nia niu niu. Hia hiu hiu. Mia miu miu. Lia liu liệu. Gia giu giu. Gia giu giu. Bia biu biu. Pia piu piu. Đấy, chúng ta đã xong một bảng âm ghép rồi. Thế là chúng ta đã biết cách ghép. Ví dụ như là ngày hôm nay một vài từ mới kiểu như này. Ví dụ như này nhá, trong tiếng Nhật ấy thì ở trong có cái phần ô trà, tức là cái trà đấy ạ, mình uống trà đấy. Ô trà thì ghép của cái phần cha phải không ạ? Đấy. Cha, ghép chữ ô và chữ cha là thành cha ô trà. Ô trà, đọc là ô trà thì sẽ là thành là trà. Đấy, tiếp theo từ lép cự này. Âm ri này. Rek. Rek. Thì chúng tôi ghép và tiếng Nhật nó ghép là gì? Sen rek. Sen rek tức là chiến lược.
sen leku là chiến lược, nghe cũng rất là gần gần với tiếng Việt đấy. Tiếng Việt từ sen tức là từ chiến, chữ Hán Việt thôi, sen là từ chiến, leku là lược đấy ạ. Sen leku. Hay tiếp theo có từ kiu siêu bên cạnh phải không ạ? Từ kiu được ghép của cái phần chữ hàng kiu, yu này, yu này. Đấy. Vâng. Ghép với siêu nữa. Siêu ở dưới đấy, hai chữ kiu siêu để ghép với nhau thành kiu siêu. Kiu siêu là một đảo rất là lớn phía miền nam của Nhật Bản. Đó là đảo kiu siêu. Đấy, ở Nhật nó có bốn cái đảo lớn, phải không? Thì Kyushu là một trong những cái đảo lớn như vậy ở dưới, ở Nhật Bản, ở miền Nam Nhật Bản. Thì đáng nhẽ năm nay là BNI tổ chức cái hội ngộ đỉnh cao ở Kyushu đấy, nhưng mà bây giờ dịch là chúng tôi không đến được. Anh chị thành viên BNI không đi được. À, nó vui thêm. Và ngoài như vậy, anh chị có thể tìm hiểu. À, tiếp theo ở dưới là Ryodi. Ryodi tức là đồ ăn, thức ăn. À, đồ ăn Nhật Bản kiểu vậy, hay đồ ăn Việt Nam. Việt Nam Ryodi chẳng hạn đấy, có chữ Ryo. Đấy. Rồi hát biểu tức là phát biểu thì có chữ pio là phát biểu đấy, tiếng nó dần gần giống phát âm, anh chị để ý tí thì á, cái những cái chữ Hán ở trong tiếng Nhật ấy nó rất là gần với trong tiếng Việt của mình. Đấy là một trong những cái điểm cộng khi mà mình học tiếng Nhật ấy, thì là có từ Hán, Hán Nhật, Hán Việt thì cũng khá là giống nhau. Hát pio tức là phát biểu, hay là thêm một cái từ là du cự, du cự, du cự tức là một cái quận rất là lớn, rất là sầm uất, mà quận mua sắm của thanh niên ở Nhật Bản. Đến Nhật, đến Tokyo thì cũng nhất định là phải đến Shinjuku. Nếu mà vừa rồi mình đi qua cái phố Ginza là phố sầm uất và đắt đỏ nhất của Nhật Bản, xịn nhất ở Nhật Bản, thì Shinjuku là một cái phố cũng rất là sầm uất, mà mua bán tất cả mọi người Việt Nam đến đây đều đi qua Shinjuku để mua bán cả. Hàng hóa thì nó rẻ hơn ở bên Ginza. Vâng. Tiếp theo có cái từ Kyoto, Kyo nữa này. Đấy, anh chị mà học tiếng Nhật thì anh chị biết đến Nhật nghe đến Kyo phải không? Tokyo phải không ạ? Thế thì ở đây có chữ Kyo là Tokyo. Tokyo có kéo dài đó, Tokyo. Hay là Yu Niu, Yu Niu là gì? Sữa. Sữa. Niu ở đây á. Đấy. Ở đây phải không ạ? Yu Niu có nghĩa là sữa đấy. Anh chị đã được hiểu qua về cái bảng ghép rồi phải không ạ? Đấy thì tiếng Nhật nó hình thành kiểu như vậy đó. Nó cứ nguyên âm rồi ghép với phụ âm thì trở thành một cái âm, vừa lấy là âm đục. Bây giờ thì có cái âm ghép chỉ có hàng y ghép với ya, yu, yo thì tạo ra một cái chữ mới. Thế là chúng ta đã có thêm một cái bảng chữ ghép. Ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái phần mà giới thiệu bảng chữ ở đây. Và xin mời tất cả các bạn hãy vào cái trang web của công ty Visualink ở cái trang học nữa.vn. Có một cái chương trình miễn phí dành cho tất cả mọi người, đó là bảng học bảng chữ cái tiếng Nhật. Ở trong vòng một nốt nhạc ở trong đây thì có cả người Nhật cũng dạy nữa. Giáo viên người Nhật, người Việt, và chính cô giáo đang ở trên màn hình sẽ dạy ạ. Cô giáo rất là xinh đẹp, rất là giỏi. Thì anh chị, các bạn hãy vào đây và không mất tiền tí gì nhá. Mình cứ vào mình học miễn phí. Ở trong đây đăng nhập là học được thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang 8 từ mới. Ngày hôm nay chúng ta lại học về 8 từ mới. Sau đó chúng ta lại giới thiệu quốc tịch mình là người nước nào. Hôm nay rất là thú vị đây. Ok, đây là Việt Nam phải không ạ? Việt Nam ấy thì ở trong tiếng Nhật ấy, thì khi mà cái từ ngoại lai, từ ngoài vào thì nó biến sang cái kiểu tiếng Nhật ấy. Cho nên là nó hơi buồn cười tí thôi mọi người. Sau đấy mọi người cứ tự cách ghép được như thế thôi. Thì bây giờ Việt Nam là gì? Cô Trang đọc. Dạ. Vietnam. Đấy. Mọi người cứ đọc to theo khỏi mồm. Vietnam. Đấy. Vietnam. Vietnam. Tiếng Nhật đấy thì nó cứ viết như thế nào anh chị đọc như thế, thì đề phòng là ngày hôm qua chúng ta đọc dính vào nhau. Nên tôi tách ra. Betonamu. Cái tên tiếng đất nước Việt Nam nghe là Việt Nam, thế mà sang tiếng Nhật nó chuyển thành Betonamu luôn đấy bạn ạ. Betonamu. Đấy, Betonamu, mọi người phát âm đi. Betonamu. Betonamu. Nam nha, N thấp đi nha. Nam. Betonamu. Betonamu. Namu. Mọi người lắng nghe này, Betonamu. Na thì âm na ấy,
là chữ thấp, N thấp đấy phải không ạ? N, N chứ không phải L cao này nhá, L đâu, mà N, Betonamu, mình phát âm đây, các anh chị nghe. Betonamu. 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 Đấy, cứ thế là phát âm thì anh chị tự nói, tự nghe, không phải bật mic đâu. Betonamu. À, cứ tự nói, tự nghe đi ạ. Vâng, tự nói và tự nghe thôi, để nghe cái giáo viên phát âm. Betonamu, ok, tiếp theo. Từ thứ hai. Đây đất nước Nhật Bản anh chị ạ. Nhật Bản thì biết là đọc là Nihon. 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 Đấy. Đất nước Nhật Bản là Nihon. Nihon. Ok, tiếp theo đất nước thứ ba là đất nước gì đây anh chị ơi? Nhìn thấy là mình chữ cái cờ này mình biết là Anh Hàn Quốc. Oppa. Ờ anh Hàn Quốc. Vâng. Đấy, anh Hàn Quốc thì sẽ nói là Hàn Quốc. Kan koku. Tốt đấy, mọi người phát âm Kan koku. Kan koku. Ok, đấy, Hàn Quốc nghe, anh chị nghe từ tiếng Việt của mình nó là Hàn Quốc thì tiếng Nhật của nó đọc là Kan koku, đấy không? Cái âm Hàn Việt nó giống nhau đó. Ok, tiếp theo mình chuyển sang từ thứ tư. Anh chị nhìn cái cờ này mình biết là giờ cờ của đất nước Trung Quốc rồi. Đấy, Trung Quốc tiếng Nhật đọc là chiêu gốc cử. Chiêu gốc cử. Đấy, mọi người có thấy không? Cái từ chiêu gốc cử nó giống trong chữ Việt tiếng Việt mình á. Tiếng Việt mình đọc là Trung Quốc, thế tiếng Nhật đọc là chiêu gốc cử. Bởi vì Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là trong cái đất nước có Hán tự mà. Cho nên là những cái từ Việt Nam đọc nó rất là gần. Từ thứ năm nhá. Từ thứ năm là nước Mỹ. Nước Mỹ thì cũng đọc là America. 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 Vietnam. America. 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 Ok, tốt. America. Từ thứ 5, mình đấy là tiếng Anh, nước Anh đúng không ạ? Đây là nước Anh, tiếng Anh ấy mà đọc là English. English. Thì bây giờ tiếng Anh sẽ đọc là English. 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 Đấy, mọi người cứ đọc phát âm của mình thôi, không cần phải phát loa ra đâu nhá. Mọi người tự đọc, tự nghe thôi. Thì mọi người nghe cô giáo. Mọi người nghe cô giáo là Igiris. Igiris. Các bạn đừng bật loa các bạn ơi. Đừng bật loa, cứ để nghe thôi. Cô giáo đọc cô cho bạn. Igiris. Igiris. Ok. Tiếp theo ạ. Là đất nước thứ 7 là đất nước Thái Lan. Thái Lan. Thái. Đọc là Thái. 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 Ok. Số 8, đây là bắt đầu mình chuyển sang một cái từ mới. Ở đây khi bắt đầu mà mình muốn nói là cái nước nào thì chúng ta chỉ cần có một cái cộng thêm một từ dinh thôi. Dinh có nghĩa là người. Ví dụ mình là người Việt Nam chẳng hạn. Thế thì mình ghép chữ người và chữ Việt Nam phải không ạ? Thế là thành thôi. Thế thì bây giờ cái cấu trúc của nó là đất nước trước cộng với từ tên là dinh thì nghĩa thành bằng cái người của nước đó. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thế thì bây giờ nếu mà ở đây người Việt Nam chỉ cần ghép là gì ạ? Betonamu là quốc gia, nước Việt Nam cộng với dinh nghĩa là người, cuối cùng là thành người Việt Nam. Đơn giản lắm. Betonamu gì? Đấy, đọc lại cô Trang đọc lại. Betonamu gì? Dễ không mọi người? Rất là dễ phải không ạ? Đúng rồi. À có New Zealand này. New Zealand độ, đúng rồi, New Zealand độ rồi, New Zealand độ có chuẩn. Vâng, đúng rồi, Andrew, đúng rồi, New Zealand độ, ok ok rồi. Very gọi là thông minh nhá, chị Hồng dịch hộ cái là anh thông minh quá. Vừa học xong đã bài 2 chưa học bài 1 đã tự ghép được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tổng hợp lại cái từ mới ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã học mấy cái đất nước như sau. Đất nước Việt Nam là Betonamu. Betonamu. Nhật Bản là Nihon. Nihon. Nihon.
Nhật Hàn Quốc là 한국 한국 Trung Quốc là 중국 중국 Mỹ là America America Anh là 이기리스 이기리스 Thái là Thai 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 và cái từ cuối cùng là từ người tức là Jin 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 vâng thì bây giờ chúng ta sẽ thử luyện tập nhá cô Trang sẽ tự nói giới thiệu về cô Hajimemashite watashi wa Trang desu watashi wa Vietnamese jin desu yoroshiku onegai shimasu đọc lại một lần nữa nhá Hajimemashite watashi wa Trang desu watashi wa Vietnamese desu. Yoroshiku onegai shimasu. Đấy, ngày hôm qua có phải là các bạn đã học một cái mẫu ở trên đó là hajimemashite tức là lần đầu tiên gặp bạn. Watashi wa Trang desu. Tôi tên là Trang, phải không ạ? Hôm nay mình ghép thêm một cái câu nữa là tôi là người Việt Nam. Watashi wa Vietnamese desu. Cuối cùng là yoroshiku onegai shimasu thì trong tiếng Nhật ý, ở còn bao giờ người ta lần đầu tiên người ta gặp, người ta cũng có cái câu này, tức là rất là mong nhận được sự giúp đỡ của bạn. Thế thì tiếng Nhật nó khác với những ngôn ngữ khác, nó lúc nào cũng theo kiểu cấu trúc này. Lần đầu tiên gặp gỡ là mình phải nói cái câu đầu tiên là hajimemashite và sau cùng là yoroshiku onegai shimasu. Thế còn ở giữa thì mình giới thiệu là tôi là Trang, tôi là người Việt Nam hay là tôi từ công ty nào đấy chẳng hạn. Thế thì ở trên đầu và cuối nó lại phải như thế. Thế thì mình cũng không cần phải thắc mắc tại sao nó thế. Tiếng Nhật nó đôi khi nó vòng vèo dài dòng một tí nhưng mà nó rất là thú vị. Ok, tiếp theo ví dụ như tôi giới thiệu Hajimemashite, watashi wa Sato desu. Watashi wa Nihonjin desu. Yoroshiku onegai shimasu. Đấy, thế thì mình vừa học xong thì không biết các bạn đoán cái câu này là cái gì ta? Lần đầu tiên gặp các bạn, anh chị, tôi tên là Sato, tôi là người Nhật Bản, rất là mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Thế nên các anh chị thoải mái ghép vào. Được không ạ? Cái mẫu câu là watashi wa xong ở giữa một là Sato hai là Nihonjin là mình ghép danh từ vào thì là mình là tôi là cái gì đấy tôi là A phải không ạ tôi là Sato tôi là người Nhật tôi là bác sĩ tôi là sinh viên sau này mấy hôm tới ngày từ ngày mai mình thêm vào thế là chúng ta lại có thêm rồi rất là đơn giản thế thì bây giờ cái mẫu câu như sau nhá mẫu câu giới thiệu quốc tịch đấy là watashi wa xong rồi cộng với từ chỉ tên quốc gia cộng với jin và desu thì giới thiệu tôi là người nước nào đấy. Ví dụ như vừa rồi mình đã giới thiệu tên của mình là Watashi wa Vietnamese jin desu. Ok. Có một bạn chat hỏi là Watashi wa là WA hay là HA? Cái này HA bạn ạ. Nghĩa là Watashi wa nếu mà viết phiên âm thành tiếng Nhật đấy thì nó là chữ HA chứ không phải là chữ wa WA. Nhưng mà khi mình đọc thì mình sẽ đọc là wa nhé. Watashi wa Vietnamese desu. Ngày hôm qua chúng tôi viết wa nhưng mà đấy là cái cách đọc thôi nhưng mà khi mà viết thì chúng ta sẽ đọc là khi viết tiếng Nhật thì viết là ha nhưng đọc thì chỉ riêng đặc biệt cái trợ từ wa ở đây là trợ từ ha ở đây là trợ từ nhé cho nên là mình đọc thành wa thôi nhưng mà khi mà viết ra thì viết chữ Hán chữ Nhật thì là ha nhưng mà đọc thì thành là wa đặc biệt đúng một cái từ này thôi ạ. Watashi wa Vietnamese desu thì đặc biệt có cái từ này. Tại vì cái từ ha đấy là giống như nếu mà trong một câu danh từ ấy thì sẽ có mang ý nghĩa là tôi là. Ví dụ watashi wa Vietnamese jin desu. Tôi là người nước Việt Nam. Thế còn trong những cái câu khác thì nó chỉ về chủ ngữ. Ví dụ watashi wa tôi ăn cơm chẳng hạn thì người ta muốn nhấn mạnh cái chủ ngữ đó thì sẽ là watashi wa gohan o tabemasu chẳng hạn thì vẫn có watashi wa. Thế là khi mà đọc thì sẽ đọc là wa, còn khi mà viết hoặc đánh máy thì người ta sẽ viết là ha. Đấy thì nó là mang ý nghĩa về ngữ pháp thôi nhá. Cho nên là cũng không phải lo nhá. Đấy. Thì đi ghép với một cái chủ thể chủ ngữ là chủ thể là hay là tôi hay là chủ người nào đấy chủ ngữ nào đấy để thực hiện một hành động gì đấy thì cái ha này thì đọc là wa chỉ thế thôi tức là đừng có lo đúng không ạ mẫu câu tôi cộng quốc gia cộng với jin là tôi là người nước nào thế là xong chúng ta có một mẫu câu ngày hôm qua chúng ta tự giới thiệu bản thân ngày hôm nay chúng ta tự giới thiệu thêm là tôi là người nước nào phải không ạ thì bây giờ chúng ta thử luyện tập nhé các bạn thử ghép đây là nước nào đây nhỉ Trung Quốc phải không ạ thì chúng ta sẽ ghép là Trung Quốc
中国人。中国人です。中国人です。韩国人です。tiếp theo là người Hàn Quốc và Hàn Quốc của chị Hàn Quốc của Jin 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 OK tốt Hàn Quốc của Jin là người Nhật là tiếp là tôi là người Nhật日本人です。私は日本人です。はい、私は日本人です。私は日本人です。私は日本人です。私はアメリカ人です。私はアメリカ人です。アメリカ人。アメリカ人です。はい、日本。là người Anh. Watashi wa Igirisu jin desu. Rất là tốt. Watashi wa Igirisu jin desu. Cái này là người Thái. Watashi wa Thai jin desu. Watashi wa Thai jin desu. Watashi wa Thai jin desu. Watashi wa Thai jin mọi người gặp đi. Mọi người cứ tự đọc tự nghe cái tiếng của mình nhá. Chiêu gốc của dân. Cứ đọc tự đọc thật to vào để mình luyện, phải không ạ? Igirisujin, Taijin, phải không ạ? À, bây giờ chúng ta sẽ có một cái mẫu chuẩn bị kết thúc khóa học. Có giới thiệu giữa bản thân giữa bạn tên là bạn Sato. Sato và Trăm. Thế thì ngày hôm qua chúng ta học và chúng ta ghép lại thôi. Ví dụ lần đầu tiên mà Khanh, đây là Khanh thì đóng vai Sato, còn Trang thì sẽ là đóng vai Tổng thống Trăm. Đấy, Trăm thì tiếng Nhật đấy, khi mà người ta phiên âm ra thì đọc là Trump, Trump chứ không đọc là Trăm. Đúng không ạ? Trump. Đấy, ông Trăm. Đấy, ví dụ như là Trump sẽ đứng lên, chúng tôi giao tiếp. Ví dụ như là tôi sẽ là Sato, còn Trang sẽ là Trump. Đợt đầu tiên tôi gặp thì tôi sẽ là Konnichiwa, Hajime. Konnichiwa, Hajimeshite. Watashi wa Sato desu. Nihonjin desu. Yoroshiku onegaishimasu. Hajimeshite. Watashi wa Trump desu. Amerikajin desu. Yoroshiku onegaishimasu. Giờ chúng tôi lại nói lại một lần nữa, các bạn sẽ nhìn cái tác phong cũng như là cái cách phát âm, phải không ạ? Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Khanh desu. Nihonjin desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Đấy. Thế là chúng ta đã xong một cái phần chào hỏi. Tôi tên là gì? Tôi là người nước nào và rất mong nhận được sự giúp đỡ. Rất là đơn giản, phải không ạ mọi người? Mọi người tiếng Nhật thấy có dễ không? Thì các bạn sẽ quay nhớ là ngày hôm nay chúng ta cần phải học cái bảng chữ cái tiếp. Các bạn hãy đăng ký cái tài khoản mà học miễn phí. Cho nên là cái đường dẫn nó cứ bảo là trả tiền. Nhưng các bạn cứ đăng ký, nó không phải trả tiền đâu. Đến cuối thì cũng không phải trả tiền. Cứ đăng ký là học được cái bảng chữ cái. Ngày hôm nay chúng ta đã xong phần bảng chữ cái. Và cuối cùng thì vẫn như ngày hôm qua đấy ạ, công ty của chúng tôi thì chuyên giới thiệu kỹ sư cho các bạn công ty làm việc, đi làm việc tại Nhật Bản. Nếu mà ở trong đây có các bạn đang là kỹ sư, đang là thanh niên, đang làm việc nhá. Vừa rồi các bạn ở đây có họ hàng, con em đang là kỹ sư hay là đang làm việc ở công ty nào đó mà muốn đi học, đi làm tại Nhật Bản thì vui lòng hãy đi vào trang web của công ty chúng tôi tên là Visa Link, công ty cổ phần liên kết về Nhật để đăng ký các job làm việc. Cũng như là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái hành lang tiếng Nhật. Thì ở trong đây chúng tôi có các hai trung tâm tiếng Nhật, học tại trung tâm cũng như học lại Zoom. Lớp cấp tốc thì chúng ta học từ sáng đến chiều. Và trong vòng 3 tháng chúng ta đã đạt được N4 và cũng có thể đủ trình độ để đi phỏng vấn làm việc ở Nhật Bản. Cái lớp này thì chỉ giá 15 triệu thì có cả giáo viên người Việt và giáo viên người Nhật cùng dạy. Lớp Eco thì một tuần 3 buổi dành cho các bạn đang bận bịu công việc gì đấy mà tuần chỉ học được 3 buổi thôi. Thì các bạn có học trong 7 tháng và mỗi một lớp, hai cái lớp này thì mỗi lớp chỉ có 15 người và cô giáo tương tác nói chuyện liên tục với các bạn luôn. Và chúng tôi phát triển chương trình e-learning đấy ạ. Có chương trình N5 này, N4 này là hai cái khóa cơ bản. Thì cái khóa, hai khóa này thì có giáo viên người Nhật, người Việt, rồi cái video đầu tư rất là công phu. Các bạn học xong ở trong đấy lại còn có cả các bài tập nữa.
Cho nên là trong cái khoảng thời gian mà chúng ta học 4 tháng mà học 24/24, lúc nào các bạn cũng mở ra đọc nghe phát âm chuẩn như người Nhật thì giá 1.490.000 là khóa N5, còn N4 thì là 1.590.000. Còn bây giờ cái khóa mà các bạn mà thích nhiều nhất, mua nhiều nhất đó là cái khóa N5 và N4 ấy, combo hai khóa. Cái khóa này thì chúng tôi đang để 2 triệu, nhưng các bạn học ở chương trình ở đây thì còn ngày hôm nay giảm còn có 1.8 triệu thôi. Và trong đây thì người Nhật, giáo viên người Nhật, người Việt cùng dạy và đều là những giáo viên rất xuất sắc của chúng tôi. Và chương trình biên soạn đặc biệt dành cho các bạn mà chuẩn bị đi làm việc ở Nhật này, muốn đi làm việc ở Nhật này, muốn làm các công ty Nhật ở Việt Nam thì cũng nên học. Có 1.8 triệu thôi đầu tư để lương của mình 4.000 đô nếu mà làm cho công ty Nhật. Các bạn thấy đây là một khoản chi phí rất là nhỏ phải không ạ? Còn nếu mà các bạn học ở lớp cấp tốc 15 triệu thì các bạn được tặng luôn cả khóa combo N4, N5 nữa. Cho nên là đây là một cái ưu đãi cực kỳ là lớn chỉ dành cho các lớp mà các bạn đã đang học trực tiếp cùng với cô giáo thôi. Còn nếu các bạn học khóa đơn giản Eco thì các bạn có thể học khóa N được tặng N5 hoặc là mua Eco được tặng N4. Đấy thì nó ưu đãi lắm. Thực ra chúng tôi đào tạo tiếng Nhật là phi lợi nhuận mà. Các bạn học mà các bạn đỗ đi Nhật làm việc chúng tôi có thể trả lại học phí lên tới gần đến 100%. Cho nên là cái chương trình chúng tôi dạy tiếng Nhật chỉ là mục đích là lan tỏa tiếng Nhật, các bạn nói được tiếng Nhật là chúng tôi giới thiệu đi làm việc tại Nhật Bản thôi. Cho nên là gì ạ? Hãy mau chóng đăng ký khóa học và học cùng chúng tôi. Còn nếu mà bạn nào chỉ học tiếng Nhật để vui thì cứ mỗi ngày 30 phút học cùng chúng tôi cũng không xa các bạn nhá. Rồi ạ, nếu mà các bạn mong muốn học thì hãy chụp cái màn hình ở đây và liên lạc với chúng tôi. Có bạn Phương Anh 0943210099 hay bạn Loan là 0972551991 thì có thể là các bạn sẽ liên lạc hướng dẫn cho các bạn ngay luôn. Và cái giá chọn gói hay là mỗi tháng, đây là giá chọn gói cho 4-5 tháng liền đấy ạ. Cho nên học rất là dài. Đấy, ví dụ như khóa N5 học 4 tháng liền mà học 24/24 có 1.490.000 thôi. Còn khóa N4 tức là mình phải học xong N5 rồi thì mình học được N4. N4 là cái khóa cao hơn N5 thì cũng là 4 tháng. Nhưng nếu mà mua combo luôn thì mình 180 ngày là 6 tháng. Bao nhiêu không? 6 tháng liền phải không ạ? Mà chỉ còn có 1.8 triệu thôi. Học cả hai khóa luôn, cả nhà học, mua một account, bố học, con học, mẹ học. Rồi đang rảnh thì chúng ta học tiếng Nhật thật nhiều vào, nó rẻ lắm. Bởi chúng tôi đầu tư cái chương trình e-learning này gần 1 tỷ cơ. Cho nên là các anh chị mà học thì sẽ cảm thấy là ôi dồi sao mà nó hay, mà nó cực kỳ tuyệt vời, mà nó lại rẻ như vậy. Thì mình lên, em khuyến khích mọi người lên học e-learning. Đấy, còn những người mà thực sự muốn đi làm việc tại Nhật nhé, cần rất là cấp tốc, cô giáo phải học trực tiếp đi học được thì có thể học lớp cấp tốc hoặc lớp Eco. Thì hiện tại thì sẽ học là lớp Zoom. Sau đó thì hết dịch thì chúng ta có thể chuyển sang trung tâm, nhưng cái lớp Zoom thì vẫn được duy trì. Cho nên là các bạn ở tỉnh xa thì vẫn học song song cùng với lớp Zoom của chúng tôi. Học xong đi làm tại Nhật Bản chúng tôi lại trả tiền học cho các bạn. Thì chúng tôi thực sự là không có lợi nhuận ở trong việc đào tạo tiếng Nhật đâu. Cho nên là nếu mà các bạn muốn học tiếng Nhật thì cứ liên lạc nha. Vâng ạ. Cảm ơn các cô, thầy cô, các bạn. Ngày mai chúng ta học một bài lại cực kỳ hay nữa. Cho nên nếu mà mọi người mà lưu ý là chúng ta có thể vào sớm để cùng ôn tập với nhau nhá. Thế thì các bạn mà quan tâm thì hãy liên lạc với Visa Link. Ngày mai khoảng 1 giờ 15 thì chúng ta có 5 phút ôn bài. 1 giờ 15 thì chúng ta bắt đầu vào. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm. Và nếu mà các bạn bận thì có thể ao, còn các bạn nào mà rảnh chẳng hạn á, các bạn nói nhanh quá. Bạn ra là nếu bạn nào một người bị này có chịu trách nhiệm được không? Bạn nào mà cần thì có thể hỏi thêm với cô giáo cũng được. Có bạn nào hỏi không cứ hỏi đi. Mình hỏi có thể là 5-10 phút đi. Bác Andrew bác hỏi là cô giáo là người Nhật Bản hoặc tiếng Việt Nam à? Vâng, cô giáo là người Nhật. Cô giáo có một nửa Nhật nửa Việt. Nhật nửa Việt. Tato Khanh. Tato Khanh. Có ai đi làm ở Nhật thì hãy vào cái trang vl.com.vn để apply cho luôn nhá. Có bạn nào đặt câu hỏi gì không, cần ôn bài gì không thì có thể liên lạc ạ. Vâng, các bạn có thể vào cái trang học nữa.vn để học tiếng Nhật ngay nhé, ở trong cái bảng đấy rất là tiện. Mình tính theo cái quý nào mà lớn nhất ạ. Nhưng mà trang đấy chính là chị đăng ký rồi, đăng ký rồi chưa được ạ?
Đăng ký ra vòng nữa, đăng ký rồi. Nhưng mà chưa thấy gì, vâng, thế tí em bảo Hiếu hướng dẫn lại chị nhá. Chị cứ vào trang đấy đi. Số điện thoại của Hiếu. Để trong đó những số hotline đây thì Hiếu Hồng Thanh cũng phải hỗ trợ mọi người được. Và Thương Anh là số 943-210099. Loan. Hai bạn sẽ hỗ trợ được các anh chị để làm luôn ngay rồi. Hôm nay ngày 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 rồ